em chưa được yêu nè. Xin chào tất cả các bạn, nhóm chúng mình là OTIM. Hôm nay thì bọn mình sẽ reaction một bài cực kỳ mong đợi trong một năm qua. Đó chính là của một nam ca sĩ rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Mọi người đoán là ai không? Sky ơi! Stay out, yeah! Bài mà bọn mình chuẩn bị reaction ở đây đó chính là bài Có Chắc Yêu Là Đây. Bài này thì nhìn qua thôi mình đã thấy có một màu sắc rất là sáng, rất là sweet sky, đáng yêu và một cách là có màu sky luôn sky. Và bây giờ nói chung là cũng hóng hớt quá rồi. Mọi người có muốn xem luôn không? Luôn nhá. Và cùng đếm nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Baby blue nhỉ, sky đấy. Đẹp dài. Của em, nhá. Như cái tông này nè, mọi người để ý không? Mấy cái tông này kiểu là mấy cậu bé mà ở bên Tây ấy, tàn nhang các thứ ấy. Đâu còn... Có một chút. Đấy là đấy, đồng hồ cũng xịn cơ. Ui. Đấy. Chưa? Cái giống... tông make up rất là đẹp giống nhá. Giống giấy cái nhỉ. Kể cả thêm thì vẫn đây. Đẹp. Năm nay đeo nhẫn bông hoa hot đúng không? Không. Cái họa tiết bông hoa ấy. Họa tiết bông hoa. Đây, chân em có. Nhìn đi hơi xa. Nhưng rồi. Mà đây là bông hoa hồng. Đây là bông hoa xíu. Người ta hồng đẹp luôn. Ôi, giai điệu rất là hay nha. Ừ, hồng dương cái này. Còn mọi người để ý cả nữa. Ờ, với tay này cũng mới luôn nhá. Tay bông nhận hoa. Nhận đây cả khuyên tay thì là hoa gì? Hoa hướng dương. À? Hoa hướng dương đúng không? Nhận là hoa hướng dương, đây là hoa cúc đúng không? Ừ, đây là hoa cúc, còn nhận là hoa hướng dương. Ừ, nó hai màu khác nhau mà. Kiểu hai bị lẫn giữa hai cái bông đấy. Giống. Nguyên set Louis vui tươi. Mọi người có liên tưởng đến cái quảng cáo gì của Việt Nam ngày xưa không? Em chen tô. Nguyên một set, đây là bộ sưu tập mới nhất của Louis Vuitton. Louis vui tươi. Ôi. Nguyên luôn nha. Ốc gì ấy? Cái gì đấy? Ôi. Đây là ong. Cái sáp ong. Sáp ong. Vì bông hoa đúng không? Cái này sẽ là kiểu mật ngọt đổ vào tai, nó gọi là cái câu gì? Mật ngọt chết ruồi. Ờ, mật ngọt chết ruồi. Nhưng mà không liên quan, không có ruồi đây. Hay như là giọt mật vào tai. Ờ, giọt mật vào tai. Ờ, giọt mật vào tai. Đó. Kiểu ban đầu là không có gì, xong rồi giọt mật vào là bắt đầu nảy nở, sinh sôi nảy nở. Bắt đầu là hoa. Thơ. Đây là yêu đấy. Ờ, yêu đấy. Có chắc là đây đó. Phải nói lời ngọt ngào thì mới yêu được. Giai điệu rất là vui tươi. Nhưng mà cái câu mà ballad mà ban đầu Sơn Tùng demo ấy nó ở phần nào trong đây đến chưa? Cứ xem đi, biết là qua rồi, chắc chắn là qua rồi. Qua rồi à? Không, để có một sự dấu hiệu nào. Điều phòng cháy đất à? Ôi! Nghe nhiều anh Tùng quá. Ok, chưa anh bây giờ chưa? Chưa đi. Anh cầm thôi nhá. 1, 2, 3. Ôi. Đáng yêu quá. Cô dìm xếp quát nào, xếp nào. Ui nhiều chưa? Ui bay quanh đầu kìa. Ui nhưng mà mọi người ấy để ý ra từ đấy đến giờ là chưa có một cái mẫu nữ nào. Không có ai luôn ý. Kiểu một mình, tại vì ra đúng đợt sinh nhật sếp mà. Thì kiểu một mình ý. À ừ, thì là có cốt thôi chứ không. Cài background đẹp nhỉ. Môi cũng xinh cơ. Môi tím. Mọc thế. Môi tím. Môi được mong ước nhất của Việt Nam. Oh.
Chưa rồi, từ nãy giờ mình nghe thấy mỗi cái câu có chữ là đây. Kiểu sao nghe cái bản đấy nhá, em quên luôn cả cái bản ballad. Nhưng mà bản ballad nghe nó ngọt hơn. Ồ, nó ngọt hơn. Cái bản đấy là sếp mặc áo màu hồng. Nghe nó nhẹ nhàng hơn. Ôi, sky baby blue. Kìa kìa, màu đẹp hơn. Mặt này, mặt này. Anh đang nhìn em đấy. Kiểu đang say đắm ấy nhở. Ủa đây là hoa nhở, hoa anh đào. Hoa anh đào nhở. Tập vào một điểm. Ủa, vẫn là cái đôi giày. Không phải, nhưng mà cái đoạn mà hoa nó cột vào này giống kiểu quảng cáo Downy. Downy đúng rồi. Quảng cáo rất một giặt Downy. Giống. Ui nhiều anh đấy. Đấy, đủ đấy. Đủ rồi. Ôi, từ. Cái chỗ này là cái gì đấy? Đâu? Một người nhưng mà mình nhìn thấy như đấy là dáng nam. Không có tóc mà, bởi vì không có tóc nha. Tóc vừa xong rồi, là xem lại đây là bản sao của chương trình hay là hay tự yêu chính bản thân mình. Không, đâu? Nữ đây có ngực nữ mà. Chạy dù sao. Thế là ngực có tội lại đánh em cho một tí tóc nhá. Sẽ dễ nhận biết hơn. Đỡ bị phân vân hơn. Làm đứt mừng hồn đấy mọi người. Trông sweet boy mà. Nhưng mà đây đúng là quảng cáo. Một pha nhìn hơi bị gió chữ V. Ủa đấy. Vẫn là một pha enchanter và đang đi tại quảng cáo tiếp. Nhìn tài trọng lên. MVP. Mày cười đẹp dài thế. Một cái môi ấy nhở, em cái môi. Mình bắt đầu đi cái môi. Hạnh phúc nhạc vâng. Đáng yêu nhở, kiểu cả cái MV nó đáng yêu ghê gớm luôn ý. Nhưng mà vẫn chưa nghe được cái khúc ballad ở đâu nha. Vậy là mọi người đã nhận món quà thứ hai từ Tùng. Hy vọng mọi người sẽ thích nó. Và tiếp theo mới thực sự là dự án chính thức của MVP. Ui. Album chúng ta. Có nghĩa đây là một phần trong cái album chúng ta của sếp. Nếu sau một đoạn văn thì đây chỉ là đoạn mở bài thôi các đúng bạn. Đúng. Nói chung là không phải như một cái teaser thôi, chỉ là một cái quảng cáo thôi. Còn về sau với để mà chờ đón một cái MV như là bom tấn thì là phải đợi MV chúng ta. Với cả nếu như mà album chúng ta. Ai mà theo dõi Sơn Tùng thì biết là kiểu từ trước giờ ngoài những cái MV quảng cáo ra thì đây là cái bài đầu tiên mà nó sweet như thế này, còn hầu như đều là ngầu hết. Kiểu toàn ngầu như kiểu em của ngày hôm qua các thứ thế. Chứ không có cái nào là sweet như thế này. Vâng, và sau của mình đã reaction một bài cực kỳ đáng yêu và xuất sắc của anh Tùng. Và rất là mong anh Tùng sẽ ra album chúng ta một ngày sớm nhất để bọn mình và tất cả các bạn Sky và các bạn khán giả chiêm ngưỡng, bởi vì là rất là mong đợi ấy, thực sự rất là mong đợi. Và các bạn hãy nhớ like và chia sẻ. Và các bạn muốn bọn mình reaction hay là có những cái ý tưởng gì cho bọn mình thì hãy comment xuống bên dưới. Và nhớ like, subscribe cho bọn mình nha. Và một lần nữa chúng mình là O-Team.